clip hướng dẫn mình xóa mật khẩu, vân tay và hoặc là thẻ từ thì mình có thể xóa trực tiếp ở trên app mình đã cài. Ở đây nếu mà mình muốn xóa mật mã số thì mình ấn vào chữ danh sách mật mã. Ở đây mình chọn cái tên người mà mình muốn xóa, sau đó mình vuốt sang trái sẽ có phần xóa ở đây, hoặc là mình bấm trực tiếp vào tên đó thì ở đây cũng có một phần để mà xóa, thì mình chọn xóa đi. Sau khi xóa thì danh sách mật mã của mình trống. Bây giờ mình thử lại mật mã lúc nãy mình tạo nha. Khóa báo như vậy là mật mã này đã được xóa nên không có mở cửa. Bây giờ mình xóa mật khẩu vân tay. Mình cũng có thể vuốt sang trái để xóa, hoặc là bấm trực tiếp vào cái mật khẩu này để mà xóa. Vân tay đã mất rồi, giờ mình thử lại nha. Khóa báo như vậy là cái mật khẩu này đã được xóa, mình không có mở cửa được. Mình xem lại cái thẻ từ của mình nha. Ở đây phần thẻ từ là mình đã cài lúc nãy, bây giờ mình xóa đi. Mình có thể vuốt sang trái để xóa hoặc là bấm trực tiếp vào để xóa. Giờ mình thử lại cái thẻ từ lúc nãy mình cài nha. Khóa báo như vậy là mình đã xóa thành công rồi.